Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham chiếu trên phần kinh Hoa Nghiêm. Hôm trước chúng ta đã nghiên cứu trên kiến nhiếp thá và xúc thí. Kiến nhiếp xúc thí, thí này là thí pháp, thí pháp của thế gian. Như vậy là xúc thế, là xúc thế pháp, xúc thế pháp, xúc thế thí, tất cả đều vượt khởi. Mà quy khéo biết pháp, như vậy thì mà hay khéo biết pháp, hay khéo biết pháp là sự tính tâm, hay còn gọi là tính nhiệm. Sự tính tâm và tính nhiệm đó chính là khéo. Sự khéo này dẫn đến sự tính tâm biết pháp sẽ thành bậc đại quang. Sẽ thành bậc đại quang chính là sự tăng trưởng qua trí huệ. Trí huệ trong đó thì chúng ta biết được rằng là bậc đại quang là chỉ cho hàng Bồ Tát và các vị chư Phật, gọi là bậc đại quang. Cũng giống như bậc đại sư, đại sư chính là chỉ cho hàng Phật. Phật nếu nơi đấng toàn trí nhất sanh tâm hồi ứng thương tâm không chỗ sanh, chúng sanh chúng tâm thấy tâm không chỗ sanh sẽ được bậc hồng danh. Bậc hồng danh là nói về sự viên mãn, sự viên mãn về sự tu hành đắc đạo nên được gọi là hồng danh, mà sự đó là gọi là sự viên mãn, chứ cũng gọi là sự toàn vẹn chính là sự hồng danh. Cũng là không vô hại. Nếu được hư như mộng sẽ thành vô thượng đạo. Đây là nói về phần mà đạt tới cảnh trí và cảnh giới. Giới trí là các bậc mà đã thành. Đức Phật cũng đã từng nói với chúng ta, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Điều này có nghĩa là sẽ thành là như thế, tất cả đều thành. Vì tâm của tất cả vạn vật đều có tâm tánh của Phật. Như vậy thì mà tại sao Phật đã thành còn chúng sanh lại không thành, mà là hôm trước tôi đã lý giải và giải thích cho quý vị đồng tu nghe rõ về cái phần này, nên quý vị có thể nghe lại trên kinh điển hoặc là trên các bài giảng video clip trên nền tảng YouTube của tôi. Trong vô lượng hữu mông
rõ kia sanh liền nhau hơn, sẽ thành liền, sẽ thành vô sở sở sáng. Như vậy thì chúng ta thấy Bồ Tát kia sanh sanh liễu nhân, điều đó có nghĩa là giữa muôn ngàn đại chúng là có sự tác động của sự thị hiện của đại Bồ Tát. Bồ Tát có thể là tùy thân biến hiện. Như vậy thì chúng ta đã biết, dù là Phật cổ Tái Lai là sao? Tái Lai là sự trở về với cõi, được gọi là Tái Lai. Phật cổ có nghĩa là Phật quá khứ. Tái Lai mà Bồ Tát thể hiện chính là sự hiện diện trong nhân gian. Bồ Tát thể hiện chính là thể hiện trong nhân gian. Như vậy thì sự Tái Lai và thể hiện là để mục đích là để phổ độ cho tất cả chúng sanh muôn loài. Như vậy thì trong những vị đó mà tất cả như vậy cảnh trí ha, vũ bồ đề thấy sắc nhất cảnh chiếu được chói sáng và đều có đức Phật ngự trị ha, như sự do thần lực của Đức Phật, điều đó mà có một đại Bồ Tát trong mười Bồ Tát quy trần số thế giới, số Bồ Tát trong quy trần số Bồ Tát của hội đến chỗ Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã nói chúng sanh không trí huệ, tham ác đắm chìm độc ha, người cứu họ nên độ không thấy được nơi khác. Điều đó là 12 bên ha, đạo thành trong trạng thái ha, trở nên muôn vô hỷ ha. Tất cả chư đại nguyện kiếp ha, tinh tấn tu tập không vì độ các chúng sanh đạo sư hàng mê quân ha, dùng hiến không làm cho sự kinh ngạc ha, từ bi trong như sáng, dùng tâm quý vợ kia phù các thưởng phiền não, một niệm thấy tất cả tà thần lực của Phật, nhờ thần lực của Phật đánh tránh hồi chánh pháp. Như vậy thì ở đây như hôm trước các bài giảng trước tôi đã nói về sự chánh pháp trong một niệm tương ứng, mà nếu ví dụ như sự sang ngã của tất cả chúng sinh không, vạn vật đều có thể bị rơi vào ma giới ha, đều rơi vào ma giới. Tại sao như vậy? Tại vì một niệm tương ưng sẽ tương ưng, một niệm tương ưng vì sự sinh ra tà kiến. Mà hôm trước chúng ta đã nói tà kiến là gì rồi ha. Vì sự sinh ra tà kiến, sinh ra rơi vào tà pháp. Như vậy thì một khi đã rơi vào tà pháp thì không còn rơi vào ở chánh pháp. Quý vị ở trong chánh đạo hay còn gọi là chánh pháp thì không còn là ở, nếu một niềm tương ưng này ra ngoài thì sẽ rơi vào và tà pháp, và từ đó trở nên sắc đi ngược thì chắc chắn sẽ không thể đắc đạo.
Nên người tu hành của chúng ta còn phải phân biệt. Cần phải tỉnh táo phân biệt. Giác ngộ mười phân cõi, để giác ngộ mười phân cõi điều khiến đến Bồ Tát hả? Xuất tự tại như vậy chẳng hồi vô biên cảnh. Như vậy thì một niệm tương ưng, đồng đạo, tương cầu. Như vậy khi quý vị đã tương cầu thì chắc chắn sẽ đến biên cảnh của giác ngộ mười phương cõi ha, đều đến bồ đề chính là sự giác đạo, hay còn gọi là giác ngộ trong mười phương. Và như vậy thì sức tự tài như vậy chẳng hội vô biên cảnh, không có cảnh giới nào mà có thể ngăn cản trở được quý vị được tu. Như vậy là thì sự viên mãn đã đạt được. Chính vì vậy mà sẽ chẳng hội, đây là chính là chẳng hội và sức mà chúng quý vị đã đi tới cảnh một. Như vậy thì mà đi rồi cõi nước về thì hữu được trí thôi, chân tự tại như Phật chánh Phật, vì như hảo hư không. Như vậy thì sự hư không quý vị đã vượt qua. Điều này tất cả các cảnh giới đều đã đạt. Và lúc này sao tự tại, chúng ta thấy những tự tại như cõi Phật. Quý vị làm tôi có thấy cõi Phật rất là tự tại, vì không lo nghĩ, tùy thân biến hiện mà, đúng không? Trên tất cả kinh đều nói là tùy thân biến hiện, tùy tâm xoay chuyển, tùy tâm biến hiện ở đây chính là sự hiện, sự hiện muốn có thức ăn thì hiện thức ăn, muốn có phương tiện thì hiện phương tiện, muốn có gì thì hiện cái đó. Một khi đã có cảnh giới đó thì quý vị đã có cái năng lực của thần thông, luôn năng lực của thần thông, nào là tha tâm thông, ngũ thông, tất cả thần thông đều ẩn hiện. Ẩn hiện quý vị có thể phá nên tất cả điều thành tác đạo dự giác ngộ của quý vị để làm. Vì cảnh giới này là tự tại vô biên giới. Nếu gọi là vô biên giới thì không còn mấy cái ranh giới nào để ngăn cản. Chư Phật và Huy Công là sự tán thán cái công đức của các vị đã sự tích công, đã công tu hành, đã được giác ngộ và chứng đắc, từ đó mà quý vị đã trở nên như hảo như hư không. Hảo như hư không là sự phát triển. Tôi lấy ví dụ như ở cõi trời vô sắc thì quý vị chỉ là thân kim sắc, mặc dù có tượng, có sắc, nhưng mà không thở. Vì lúc này quý vị đã hòa vào hư không, vì sự hư không đã đạt đến cảnh giới của các chư Phật tu tập và như Phật. Như vậy thì chúng ta thấy sự chuyển ở đây chính là tổ chức sự giác ngộ và thành đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái cảnh giới của các vị chư Phật mới thực sự là tự tại, ung dung, không vướng bận, không còn sự không còn thêm